vượt lên trên điều bình thường, kiến tạo nên khác biệt để hết thảy mọi người đều có cơ hội đón nhận sự phát triển. Đây là tâm nguyện của ông Trịnh Đồng, người đã sáng lập nên thương hiệu Đại Đồng Tiến. Xuất phát từ ý tưởng kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, mang đến những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng và người tiêu dùng. Công ty Đại Đồng Tiến đã chính thức được thành lập vào năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam. Hơn 30 năm phát triển, hiện Đại Đồng Tiến đã đưa những sản phẩm ưu việt của mình có mặt ở hầu hết các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng luôn được giữ vững ở mức cao với tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 30% doanh số. Không chỉ được tín nhiệm cao trong nước, thương hiệu Đại Đồng Tiến cũng đã trở thành một tên tuổi uy tín tại thị trường khu vực với thị phần ngày càng mở rộng, gia công và xuất khẩu sản phẩm đi khắp các châu lục, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm quốc tế. Khởi sự từ một tổ hợp doanh nhân mong muốn đóng góp những tinh hoa nghề nghiệp của gia đình, những mục tiêu của Đại Đồng Tiến dần dần mở rộng, mang đến những giá trị to lớn hơn cho xã hội, phát triển kinh tế cho không chỉ một người, một gia đình mà cả cộng đồng. Đến nay, công ty đã có hàng ngàn cán bộ công nhân viên và hàng chục hecta nhà xưởng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai và là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nhựa gia dụng và công nghiệp. Đại Đồng Tiến tự hào sở hữu những năng lực cốt lõi riêng biệt, đó là sự sáng tạo trong tạo mẫu, điêu luyện trong thiết kế kỹ thuật khuôn mẫu, chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất, trung thực chính xác trong kiểm soát chất lượng. Những giá trị này đã tạo nên danh tiếng của Đại Đồng Tiến với người tiêu dùng cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhờ việc không ngừng nghiên cứu, cho ra đời nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Các đối tác nước ngoài đã tìm đến bắt tay cùng Đại Đồng Tiến, phát triển thêm dịch vụ gia công sản phẩm theo yêu cầu. Mỗi năm đem về nguồn doanh thu ngoại tệ lớn. Các sản phẩm đa dạng của Đại Đồng Tiến được chia thành 5 dòng chính: nhựa gia dụng chất lượng cao, an toàn và tiện dụng, nhựa nội thất cao cấp và sành điệu, hộp đựng thực phẩm cao cấp với nút thoát hơi, hộp đựng thực phẩm an toàn tiện dụng và giá cả hợp lý, sản phẩm công nghiệp trọng tải nhẹ, chịu tải cao và độ bền vượt trội. Ngoài ra, chưa kể đến rất nhiều các dòng sản phẩm mới đang thử nghiệm khác. Để tăng trưởng kinh doanh, Đại Đồng Tiến đã tổ chức được mạng lưới phân phối mạnh mẽ, hơn 60 nhà phân phối, 3.000 cửa hàng và các gian hàng sản phẩm nhựa Đại Đồng Tiến hiện diện ở hầu hết các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc như Co.op, Vixi, Maximart, Metro, Vinmart, Lotte, Ion. Ngoài ra, có nhiều sản phẩm của công ty hiện đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand, Hà Lan, Nam Mỹ và Trung Đông. Trong sản xuất công nghiệp, bí quyết thành công không chỉ nằm ở công nghệ mà chất lượng, mẫu mã và giá cả cũng đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, Đại Đồng Tiến luôn tự hào là đối tác của các công ty uy tín cả trong và ngoài nước như Nestle, Vinamilk, Pepsi, Ajinomoto, Sharp, Bifong, Kindle, Omo, Expo, Birkenstock, Coal, Birdmark, Foodland, Aoban, Superband. Trong đó, việc hợp tác cùng các thương hiệu đồ chơi cao cấp từ châu Âu đang là minh chứng cho chất lượng vượt trội của chúng tôi. Tôi đã gắn bó với sản phẩm Đại Đồng Tiến làm phân phối ở địa bàn Đồng Nai được gần 3 năm. Cái thế mạnh của Đại Đồng Tiến, cái lý do chúng tôi là chọn cái sản phẩm Đại Đồng Tiến để phân phối. Cái thứ nhất là nó đa dạng về nhiều mặt hàng. Thứ hai, giá cả cũng phải chăng và có tính cạnh tranh tốt đối với khách hàng. Nên là dựa trên những yếu tố đó thì chúng tôi chọn mặt hàng sản phẩm Đại Đồng Tiến để làm phân phối chủ lực. Hiện nay, ngoài trụ sở văn phòng chính đặt tại quận 5, Đại Đồng Tiến quản lý một số tổng kho tại quận 6, tại Bình Tân, tại Tân Tạo, tại Đà Nẵng. Hai nhà máy lớn với hơn 1.000 cán bộ công nhân viên có tổng diện tích trên 20 hecta tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch, Đồng Nai. Đại Đồng Tiến tự hào có nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo, cùng đội ngũ chuyên gia kỹ sư có kinh nghiệm điều hành các dây chuyền sản xuất hiện đại, cho ra đời những sản phẩm phong phú. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu sứ mệnh của Đại Đồng Tiến,
phải không ngừng cải tiến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cấp, tinh tế hơn của đối tác và khách hàng. Để trở thành doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam, Đại Đồng Tiến đã tạo nên nhiều bước đột phá trong chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu. Sản phẩm của công ty đã hiện diện trong mọi nhà, mọi gia đình và được đón nhận ở thị trường khu vực và quốc tế. Đại Đồng Tiến có quan hệ đối tác với rất nhiều doanh nghiệp lớn trong nước cũng như gia công và xuất khẩu các sản phẩm chất lượng của mình tới nhiều quốc gia khắp toàn cầu. Với hai huân chương lao động hạng nhì và hạng ba vừa được nhà nước trao tặng mới đây, công ty đã vượt lên trên những nỗ lực thông thường để thể hiện trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của một thương hiệu lớn. Các hoạt động cộng đồng được Đại Đồng Tiến thực hiện đều đặn với ngân sách mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Gần đây nhất, Đại Đồng Tiến vừa phối hợp thực hiện chương trình phẫu thuật từ thiện đem ánh sáng cho người nghèo đục thủy tinh thể với tổng kinh phí 300 triệu đồng, mang lại ánh sáng cho 400 bệnh nhân mù nghèo tại huyện Bảo Lộc và Đà Lạt. Gắn liền mục tiêu kinh doanh với lợi ích xã hội, Đại Đồng Tiến luôn phấn đấu tham gia tích cực các hoạt động vì phúc lợi của cộng đồng. Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp, công ty vinh dự đồng hành với chương trình đem ánh sáng cho người nghèo đục thủy tinh thể, góp phần hỗ trợ và mang lại ánh sáng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Mặc dù mức doanh số của công ty đã đạt mức 1.000 tỷ đồng từ lâu, nhưng Đại Đồng Tiến vẫn không ngừng phấn đấu và phát triển với quy mô vượt qua tầm vóc của chính mình. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp nhựa đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9002 phiên bản 1996, là công ty nhựa đầu tiên áp dụng việc quản trị thương hiệu và là đơn vị sản xuất nhựa gia dụng đầu tiên có chương trình khuyến mãi trực tiếp cho khách hàng. Sản phẩm Đại Đồng Tiến được nhớ đến bởi chất lượng cao, vững chắc, bền màu, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm nhập khẩu. Năm 2014, lần thứ 14, công ty được nhận chứng nhận ISO 9001 phiên bản 208, phiên bản mới nhất. Năm 2015, đánh dấu 19 năm liền giữ vững danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và nhận chứng nhận quốc tế ICPI. Trong lịch sử phát triển của Đại Đồng Tiến từ năm 1983 đến khoảng chừng năm 2000, đó là một sự nỗ lực không ngừng. Ở trong cái thời điểm bối cảnh đó, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực không ngừng để cho ra những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm phù hợp thị hiếu, và chúng tôi liên tục mở rộng những thị trường mới, tìm tòi những cái yêu cầu của khách hàng. Và nhờ đó chúng tôi bắt đầu kết nối được với lại các cái hệ thống buôn bán ở cái thời kỳ trước thời kỳ đổi mới. Trong 15 năm tiếp theo, kể từ năm 2000 đến nay, Đại Đồng Tiến dựa trên những cái nỗ lực có sẵn của mình, dần dần sắp xếp lại thành các cái năng lực, đó là năng lực thiết kế sản phẩm mới, năng lực quản lý công nghệ và sản xuất, năng lực quản lý kênh phân phối và quản lý tài chính, để dần dần chúng tôi tạo ra những sản phẩm tốt hơn, phân phối rộng hơn, mạnh hơn đến người tiêu dùng. Và kết hợp năng lực và nỗ lực, Đại Đồng Tiến đảm bảo làm sao trở thành nhà cung cấp những cái sản phẩm có thiết kế độc đáo, chất lượng ổn định, phân phối rộng khắp và có giá cả cạnh tranh. Những kinh nghiệm và thành quả đạt được trong hơn 30 năm qua đã đủ để Đại Đồng Tiến khẳng định giá trị một thương hiệu bền vững. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu sản phẩm chất lượng ổn định, thiết kế sáng tạo, phân phối kịp thời, giá cả cạnh tranh. Bởi sứ mệnh của chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm cho xã hội mà còn tạo ra những giá trị kinh doanh. Nhưng trên hết, đó là trách nhiệm với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tất cả mục tiêu đó đã góp phần tạo nên một nền tảng bền vững cho sự phát triển của Đại Đồng Tiến. Với hơn 30 năm phát triển vững vàng một tên tuổi trong tâm trí khách hàng, chúng tôi tự tin và tự hào khẳng định mình có thể thấu hiểu rõ những nhu cầu thiết thực nhất của người tiêu dùng. Những sản phẩm của Đại Đồng Tiến làm ra luôn đáp ứng sự đa dạng phong phú về mẫu mã, bám sát thị hiếu,
đồng thời vẫn đảm bảo giá cả cạnh tranh với chất lượng vượt trội. Với xu hướng toàn cầu hóa thị trường, mở rộng tự do thương mại như hiện nay, Đại Đồng Tiến đã sẵn sàng và hoàn toàn tự tin bước vào một sân chơi mới. Với tinh thần phục vụ làm trọng tâm, thẳng thắn và tích cực, trách nhiệm và uy tín, tâm huyết và cầu tiến, sẽ không có khó khăn nào mà Đại Đồng Tiến không thể chinh phục.